Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối chủ nhật nhiều niềm vui và chúng tôi sẽ muốn góp thêm vào buổi tối ý nghĩa đó của quý vị bằng những thông tin thú vị trong bản tin chào buổi tối ngày hôm nay 11 tháng 12. Tôi là Lưu Phước. Còn tôi là Thanh Huyền và bản tin chào buổi tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Nguyễn Thành Dũng nghi phạm hành hạ bé trai 2 tuổi có thể bị tù 20 năm nếu như xử ở Campuchia, còn nếu xử ở Việt Nam thì mức án có thể thấp hơn nhiều. Mỗi ngày Việt Nam có ít nhất 5 trẻ bị xâm hại tình dục. Đáng nói là kẻ xâm hại phần lớn là người quen của trẻ. Bố mẹ nên dạy con thế nào để tránh bị xâm hại, bạo hành? Cựu đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ tiết lộ những việc mình sẽ làm sau khi được một bộ tộc ở Philippines sắc phong thành công chúa châu Á. Nhiều bộ phim ở Trung Quốc bị phát hiện lừa khán giả khi cho diễn viên đóng thế đeo mặt nạ để diễn thay các ngôi sao. Hai ngày hôm nay dư luận xôn xao trước thông tin ông Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, một người có tiếng tăm trong giới tài chính ngân hàng của nước ta, đã bị công an triệu tập để điều tra về những sai phạm trong quá trình điều hành tại ngân hàng này. Và đến hôm nay 11 tháng 12 thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết là đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Phương Bình. Nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị bắt về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay gây thất thoát số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu thì ông Bình là lãnh đạo nhưng đã không thực hiện đúng trách nhiệm quyền hạn khi chỉ đạo cấp dưới giải ngân số tiền lớn mà không có chứng từ kế toán để làm ăn cá nhân. Khi bị phát hiện thua lỗ, ông Bình lại chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa hồ sơ, tự lập và duyệt các hồ sơ tín dụng khống nhằm lấp vào khoản quỹ ngân hàng đã bị thiếu hụt. Trước ông Bình thì một số lãnh đạo ngân hàng khác cũng đã bị bắt vì gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng như là ông Nguyễn Đức Kiên của ngân hàng ACB, Hà Văn Thắm của Ocean Bank, Phạm Công Danh của ngân hàng xây dựng. Ông Trần Phương Bình vốn là giảng viên kinh tế và trở thành tổng giám đốc ngân hàng Đông Á từ năm 1998. Vợ ông là bà Cao Thị Ngọc Dung, chủ tịch hội đồng quản trị công ty vàng bạc Phú Nhuận PNG. Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ việc em bé 2 tuổi người Campuchia bị hành hạ khiến dư luận phẫn nộ trong những ngày qua. Dù khả năng Nguyễn Thành Dũng bị dẫn độ sang Campuchia để xét xử là tương đối ít, nhưng dư luận của nước này vẫn tiếp tục kêu gọi chính quyền tìm cách để đưa Dũng về nơi phạm tội để trừng trị. Và theo các công tố viên Campuchia thì nếu bị dẫn độ, kẻ hành hạ em bé này có thể bị lãnh án tới 20 năm tù. Theo luật pháp Campuchia, thì nghi phạm Nguyễn Thành Dũng có thể bị buộc tội tra tấn, có hành vi bạo lực, xâm hại thân thể, tấn công tình dục trẻ em. Mức phạt cho hành vi này theo luật của Campuchia sẽ là từ 10 đến 20 năm tù, thậm chí là cao hơn tùy theo kết luận của tòa án. Cũng liên quan đến vụ việc này, một đoàn công tác hơn 10 người của cảnh sát Campuchia đã sang làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Hai bên thống nhất sẽ để phía Việt Nam điều tra, xét xử Nguyễn Thành Dũng. Cảnh sát Campuchia sẽ cung cấp trao đổi tài liệu cho cảnh sát Việt Nam để củng cố hồ sơ buộc tội Dũng. Phía cảnh sát Việt Nam cũng đề nghị cảnh sát Campuchia hỗ trợ giám định sức khỏe em bé 2 tuổi, đặc biệt là việc em bé có thể bị xâm hại tình dục. Vâng, rõ ràng là vụ việc này vẫn đang được rất nhiều người quan tâm. Và nếu ai đó là đang băn khoăn là tại sao vụ việc này xảy ra ở Campuchia và chúng ta không đưa Dũng sang để xét xử ở bên phía đó lại xét xử ở Việt Nam, thì câu trả lời đó là có rất nhiều nguyên nhân. Và một trong những nguyên nhân chính đó là vì luật pháp của nước ta thì có quy định cho trường hợp công dân phạm tội ở nước ngoài. Và trong trường hợp này thì nước bạn chỉ cần cung cấp chứng cứ, tài liệu là tòa án của Việt Nam hoàn toàn có thể xét xử như bình thường. Việt Nam và Campuchia thì đã ký hiệp định về tương trợ tư pháp nên việc này không có gì là khó khăn. Hơn nữa vì Dũng hiện đang là công dân của Việt Nam và khi chưa có bản án có hiệu lực của tòa án thì Dũng được coi là chưa có tội. Do đó Dũng vẫn được hưởng các quyền của công dân và được pháp luật của Việt Nam bảo vệ. Và nếu dẫn độ Dũng sang Campuchia thì đồng nghĩa với việc là coi Dũng là người đã phạm tội và tước đi một số quyền của Dũng. Vâng, và có một số ý kiến băn khoăn rằng là nếu truy tố ở Việt Nam thì liệu rằng Nguyễn Thành Dũng có phải đối mặt với tội danh gì, với mức án ra sao?
mặc dù là chúng ta cũng biết là thấp hơn mức án 20 năm ở Campuchia. Vâng, băn khoăn của rất là nhiều người. Và nếu trong trường hợp bị xét xử tại Việt Nam thì Nguyễn Thành Dũng có thể sẽ bị khép vào tội là cố ý gây thương tích hoặc là gây tổn hại cho sức khỏe đối với trẻ em. Và theo Bộ Luật Hình sự của nước ta thì mức phạt cao nhất đối với trường hợp hành vi này thì chỉ là 3 năm tù mà thôi. Ngoài ra thì ngoài bị kết tội thì còn Dũng sẽ còn phải bồi thường cho cha mẹ của cháu bé với số tiền nào đó để bù đắp cho những cái tổn thất về vật chất và tinh thần mà các em thì đã phải chịu đựng. Vâng, mức án 3 năm có lẽ là sẽ khó lòng thỏa mãn được nhiều người đang rất căm phẫn vì hành vi tàn nhẫn của nghi can Nguyễn Thành Dũng. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong xã hội thượng tôn pháp luật nên phải hành động và xét xử công bằng dựa trên luật pháp chứ không thể dựa trên cảm xúc của dư luận để dẫn dắt chi phối được. Và những ngày qua ở trên mạng xã hội thì ngoài những ý kiến hơi quá khích đòi phải xử chung thân tử hình, thậm chí là phải xử bằng những hình phạt như thời Trung Cổ với nghi can này, thì cũng có những ý kiến bình tĩnh hơn cho rằng là chúng ta cần phải tăng nặng hình phạt đối với những tội phạm dạng này, hoặc chí ít là phải bổ sung thêm hình phạt nữa. Vâng, và trong trường hợp của Dũng thì bởi vì là Dũng đang được điều tra cái tội là xâm hại tình dục bé trai nên là những cái ý kiến bổ sung thêm cái hình phạt thì cũng cho rằng là chúng ta nên phải chăng là nên áp dụng cái hình thức giống như là một số quốc gia cũng đã áp dụng, đó là thiến sinh học đối với những cái tội phạm như vậy. Vâng, và mới đây nhất thì vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, Quốc hội Indonesia đã thông qua luật cho phép thiến sinh học đối với những kẻ tấn công tình dục trẻ em. Trước đó thì cũng đã có khá nhiều quốc gia khác áp dụng phương pháp này đối với tội phạm ấu dâm. Thiến sinh học là biện pháp tiêm hormone vào người của kẻ phạm tội khiến nồng độ testosterone trong cơ thể giảm xuống mức thấp, từ đó triệt tiêu nhu cầu tình dục của những kẻ này. Với luật mới này, Indonesia trở thành quốc gia tiếp theo ở châu Á sau Hàn Quốc thi hành biện pháp này. Trước đó vào năm 1996, California đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ tuyên bố cho phép sử dụng hóa chất để thực hiện thiến đối với tội phạm hiếp dâm. Sau đó khoảng một chục bang khác đã làm theo. Ở châu Âu thì các nước như Đức, Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Ba Lan, Estonia, Moldova đều đã dùng biện pháp thiến phẫu thuật để xử lý dứt điểm những tên yêu dâu xanh. Các nước khác như Argentina, Úc, Israel, New Zealand cũng áp dụng hình phạt tương tự đối với loại tội phạm này. Tuy nhiên, cũng xuất hiện nhiều tranh cãi vì biện pháp này khá tốn kém. Mỗi lần thiến sinh học tốn tới 2.000 đô la Mỹ. Hơn nữa, một số kẻ bệnh hoạn có vấn đề về tâm lý, dù không có nhu cầu sinh lý nhưng vẫn có thể có nhiều cách để xâm hại các nạn nhân. Vâng, những cái ẩn nức về tình dục thì đôi khi có thể khiến cho con người ta gây ra những cái hậu quả khôn lường, và câu chuyện sau đây cũng là một ví dụ. Ở Ấn Độ thì mới đây đã có một ông chồng trong cơn giận dữ vì bị vợ mình từ chối quan hệ thì đã lấy dao chặt đứt bộ phận sinh dục của bản thân. Vụ việc hy hữu này đang thu hút sự quan tâm của dư luận ở đất nước có dân số đông thứ hai thế giới. Người đàn ông 37 tuổi tên là Ghashiram hiện đang sống tại một ngôi làng thuộc bang Uttar Pradesh miền Bắc của Ấn Độ. Sau khi uống rượu say thì Gashi đã về nhà để đòi quan hệ với vợ là chị Davi, 34 tuổi. Khi bị vợ từ chối thì anh này đã lấy dao tự chặt đứt bộ phận sinh dục của mình rồi ngất xỉu. Chị vợ Davi đã phải nhờ láng giềng gọi cấp cứu. Người đàn ông này cho biết là vợ chồng mình đã không gần gũi nhau từ 10 đến 12 năm và người vợ thường xuyên từ chối yêu cầu của ông. Tuy nhiên thì người vợ tên Davi đã phủ nhận cáo buộc của chồng và cho biết ông này luôn trong tình trạng say xỉn. Họ đã kết hôn được 18 năm và sinh được 3 con, 1 con gái và 2 con trai. Tiếp tục câu chuyện đang thu hút sự chú ý của dư luận về việc diễn viên Lý Nhã Kỳ của Việt Nam được chính quyền bộ tộc Mindanao, Vương quốc Hồi giáo Nhân dân Thống nhất bang Samoro, Philippines, sắc phong tước hiệu Công chúa Châu Á. Ngày hôm nay, trước khi lên đường tới Philippines dự lễ sắc phong, thì cô tiếp tục tiết lộ với phóng viên của chương trình về những cảm xúc và những dự định sắp tới sau khi trở thành công chúa châu Á. Chào chị Lý Nhã Kỳ. Từ trước đến nay thì người ta vẫn thấy Lý Nhã Kỳ có hơi hướng ăn mặc trang phục như một công chúa, như một bà hoàng vậy. Vậy thì với cái sự kiện lần này có thể nói là giấc mơ của công chúa đã trở thành hiện thực rồi đúng không ạ? Lý Nhã Kỳ xin chào quý vị khán giả đài truyền hình VTC. Thật sự rằng là giống như hồi nãy giờ cô MC xinh đẹp này nói đó, rằng là bản chất là hồi nhỏ đến lớn cái tính cách của mình cho đến cái phong cách cho đến ăn mặc thì lúc nào nó cũng dịu dàng cũng như là công chúa. Thật sự ngay cả đi thảm đỏ thì cái phong cách thời trang của mình cũng thường hay được báo chí truyền thông cũng như khán giả là giống công chúa. Thì bây giờ mình được là một công chúa thật thụ, mình cảm giác giống như là nó là một giấc mơ mà thành hiện thực. Chứ như bây giờ là khi mà mình ra đường thì mọi người bắt đầu lúc nào cũng nói câu là
Không có gì không thể xảy ra, đến như câu chuyện mà Lý Gia Kỳ trở thành công chúa cũng có thể xảy ra được, thì đúng là như là một câu chuyện cổ tích. Và Kỳ thường hay nói với mọi người là nếu mà mình sống thật là tốt và mình cảm thấy an lạc thì mình tin rằng là cái gì nó cũng có số mệnh. Và khi đến như bây giờ Kỳ nhận được cái sắc phong là công chúa thì Kỳ cũng tin là mọi thứ nó là số mệnh. Chỉ một lần gặp thôi mà lại mang cho mình một cái món quà vô cùng quý giá như thế này rồi. Thứ hai là một cái lương duyên, thế là lương duyên mà kỳ lạ nữa. Thì không biết là với vị hoàng đế mà mình gặp một lần ở một cái bữa tiệc như vậy, và sau này là cha nuôi của mình, thì Lý Gia Kỳ mình học hỏi được gì từ một người cha đó, một người lãnh đạo như thế ạ? Thực sự rằng là thời gian mà gặp vị hoàng đế cũng không có được nhiều. Cái lúc mà Kỳ chấp nhận trở thành công chúa thì hoàng đế cũng có cử hai người trong hoàng gia qua dạy cho Kỳ những cái lễ nghi. Thì Kỳ chỉ nghe hai cô ấy nói lại thôi rằng là người cha nuôi của Kỳ rất là vĩ đại, tại vì ông là người cháu nội giống như là đích tôn của hoàng đế từ nhiều thế kỷ trước rồi, thì ông cứ kế ngôi thôi. Nhưng mà ông sống vì dân và ông luôn muốn bảo vệ nhân dân của mình và luôn muốn mang hòa bình. Ông rất muốn mang tới cái hòa bình cho dân tộc, cho quốc và cho khu vực. Hai cô đã kể rằng là vị hoàng đế này trong nhà chỉ toàn là sách thôi. Có nghĩa là ông có nguyên một cái phòng chỉ toàn là sách, sách mà để đọc về những luật, về những gì mà để có thể giúp cho Milana và giúp cho các dân tộc họ có thể giống như hòa giải dân tộc và họ có thể cùng nhau như những người anh em trong dân tộc và trong khu vực để mang đến sự hòa bình và thịnh vượng. Rồi nhưng mà vì bây giờ hoàng đế cũng già rồi, có nghĩa ông cũng ngoài 60 rồi, thì luôn luôn ông suy nghĩ rằng là ông cần phải chọn ra một người con để thí dụ sau này có thể hỗ trợ ông để phát triển Mindanao, và quan trọng là mang đến hòa bình. Tại vì cái điều mà sự đấu tranh từ xưa tới giờ là chỉ mong là mang đến hòa bình và các sự phát triển thịnh vượng. Cảm ơn chị Lý Nhã Kỳ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Những diễn viên ngôi sao thường có lịch làm việc khá là dày đặc, có khi cùng một lúc tham gia tới 2-3 phim, hoặc là vừa đóng phim, vừa nhận các sự kiện rồi tham gia quảng cáo ở bên ngoài. Vì vậy, để tránh việc cả đoàn làm phim phải dừng máy nhiều ngày chỉ để chờ đợi một diễn viên, thì nhiều nhà làm phim ở Trung Quốc đã nghĩ ra một chiêu rất là độc đáo. Đó là cho diễn viên đóng thế đeo mặt nạ của các diễn viên ngôi sao để đóng thay. Và chiêu thức này vừa được tiết lộ ngay lập tức đã khiến dư luận Trung Quốc bất bình vì cảm giác là họ đã bị lừa. Cách đây ít ngày thì một số tờ báo lớn ở Trung Quốc trích đăng thông tin từ một nhà biên kịch nổi tiếng tiết lộ rằng là nhiều nam diễn viên trẻ tuổi thường xuyên không có mặt trên phim trường, buộc các đoàn phim phải cho diễn viên đeo mặt nạ ra người để đóng thế. Trừ các cảnh quay cận mặt, còn lại các cảnh quay khác trong phim đều do diễn viên đóng thế diễn thay cho các ngôi sao. Điều này được cho là giúp cho đoàn làm phim tiết kiệm được chi phí, thời gian, giảm tải công việc. Tuy nhiên, việc này ngày càng phổ biến khiến cho khán giả Trung Quốc tức giận vì cho rằng là khiến cho chất lượng phim bị giảm sút và quan trọng hơn là đã lừa dối khán giả. Theo các nhà làm phim thì trong trường hợp bất khả kháng, họ mới phải dùng đến mặt nạ thay thế diễn viên bởi vì cách làm này có chi phí rất lớn. Mỗi một chiếc mặt nạ có giá dao động 50.000 nhân dân tệ, trong khi để thay thế mỗi diễn viên thì cần ít nhất là 2 chiếc, tương đương với 100.000 nhân dân tệ, tức là khoảng từ 165 triệu đồng đến 330 triệu đồng. Vâng, trước đây thì các nhà làm phim ở Trung Quốc thì chủ yếu dùng mặt nạ thạch cao với chi phí rẻ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là nhược điểm của mặt nạ thạch cao là quá trình tạo dựng mặt nạ thì phức tạp và các diễn viên thì thường là phải chịu hàng giờ dán cái thạch cao đó ở trên mặt. Và loại mặt nạ này thì dù giống như thật nhưng mà tất nhiên là bởi vì là thạch cao thì nó cứng nên nó sẽ không có đạt được cái sự biểu cảm giống như là mặt nạ da người. Nhưng mà dù gì thì dù là mặt nạ nào thì chúng ta cũng không khuyến khích, không ủng hộ cái việc mà chúng ta lừa dối khán giả như vậy. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức nổi bật từ sáng đến tối. Và ở phần sau của chương trình thì chúng ta sẽ gặp gỡ với vị khách mời cùng với những câu chuyện đặc biệt cũng như là chia sẻ với các bậc phụ huynh về kinh nghiệm để giúp con em mình có thể tránh xa được nạn bạo hành. Nhưng trước hết thì xin mời quý vị hãy cùng nghỉ ngơi trong giây lát. Thưa
quý vị, những ngày qua thì có lẽ không ít ông bố bà mẹ cảm thấy phẫn nộ khi nhìn thấy hình ảnh của một bé trai 2 tuổi ở tại Campuchia bị một đối tượng người Việt Nam hành hạ, đánh đập dã man, thậm chí là còn có khả năng đã lạm dụng tình dục. Trong khi đó thì bố mẹ của nạn nhân không hề hay biết, thậm chí còn muốn con nhận kẻ xâm hại làm cha nuôi. Câu chuyện này không chỉ xảy ra ở Campuchia, mà trên thực tế, hàng ngày ở quanh chúng ta thì cũng có rất nhiều em nhỏ bị bạo hành, bị xâm hại như vậy. Điều đáng nói là các em thường bị bạo hành xâm hại bởi chính những người quen biết tại những nơi tưởng như an toàn như ở nhà hay trường học. Vậy làm thế nào để có thể bảo vệ con mình tránh xa yêu dâu xanh và những kẻ bạo hành? Ngày hôm nay thì chuyện tối nay sẽ cùng bàn luận và giải đáp những câu hỏi này với khách mời là bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên CASA. Và xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho Chào buổi tối chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng khách mời theo dõi clip sau đây. Theo thống kê của Hiệp hội Quốc gia phòng chống bạo hành trẻ em, độ tuổi trung bình của trẻ em bị xâm hại tình dục là 9 tuổi. Cứ 4 bé gái thì có một bé bị xâm hại tình dục, 6 bé trai thì có một bé bị xâm hại tình dục. Đáng nói hơn, 93% nạn nhân quen kẻ xâm hại mình, trong đó có 47% kẻ xâm hại đến từ họ hàng, gia đình. Còn tại Việt Nam, trong 5 năm, cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em với gần 10.000 nạn nhân, tăng 258 nạn nhân so với 5 năm trước đó. Hầu hết nghi can phạm tội trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em là những người gần gũi nạn nhân như người quen của bố mẹ, hàng xóm và thậm chí là giáo viên, bố dưỡng hay bố đẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng số vụ xâm hại tình dục trẻ em được ghi nhận tại Việt Nam trong những năm qua thực tế chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vâng, thưa bà Vân Anh, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi là bà đã theo dõi clip em bé người Campuchia bị hành hạ lan truyền ở trên mạng hay chưa? Và cảm xúc của bà khi mà xem clip này là như thế nào? Tháng này là tháng hành động phòng chống bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái, là cái đơn vị mà 5 năm qua tổ chức cái chiến dịch này. Cho nên là năm nay thì chúng tôi lại tập trung vào cái bạo lực tình dục, và chúng tôi có hẳn một cái hội thảo rất là lớn về xâm hại tình dục, về bạo lực tình dục. Và thực sự là đã có rất nhiều câu chuyện đau lòng, nhưng mà đến khi mà nhìn cái clip này thì tôi chắc rằng tôi cũng như rất nhiều khán thính giả khác không thể chịu đựng nổi, vì cái cảm giác của sự phẫn nộ, của đau đớn, của bất lực và rất nhiều các cái câu hỏi đặt ra, và thực sự là vô cùng sốc. Và thậm chí là đôi khi cái lúc mà tôi mới nhìn thấy tất cả những hình ảnh đấy thì tôi cảm thấy không biết mình sẽ phải làm gì, mình có thể làm được điều gì không để mà thay đổi cái tình trạng này. Mặc dù đã đưa ra rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà cái trí tưởng tượng của mình nó luôn luôn cách xa rất nhiều so với cả cái sự thật. Và thực sự là cái clip đấy tôi nghĩ rằng là đã khiến cho tất cả mọi người có lương tri đều cảm thấy là sốc và đau lòng. Vâng, ngỡ ngàng và đau xót là cảm xúc chung của nhiều người, không chỉ với những người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ, mà thậm chí là ngay cả đối với những người đàn ông thì rất nhiều người cũng chia sẻ là cảm thấy vô cùng đau xót, và thậm chí nhiều người còn không thể xem hết được những đoạn clip. Trong cái vụ việc này thì bố mẹ của em bé người Campuchia hoàn toàn không biết rằng con mình bị hành hạ, thậm chí có khả năng là còn bị xâm hại nữa, và vẫn tin tưởng giao phó cho đối tượng trông nom con của mình trong một thời gian dài. Vậy thì bà có thể chia sẻ với những kinh nghiệm cá nhân của mình thì các bậc phụ huynh làm cách nào để có thể nhận biết rằng con mình có những dấu hiệu nào chứng tỏ là bé đã bị bạo hành hay là bị xâm hại? Thực ra thì nếu như là trong cái câu chuyện này, câu hỏi của bạn ấy, nó có hai vấn đề. Nếu mà tôi nói rằng tất cả mọi người cần phải chú ý đến con mình hơn nữa, thì thực ra nó là một cái câu nói rất là chung chung. Nhưng mà có rất nhiều người nghèo đói và không có điều kiện, không có kiến thức. Họ không có sự lựa chọn trong việc là có bất kỳ ai để có thể hỗ trợ cho mình trong cái việc trông con. Và thêm nữa là họ không có một chút kiến thức nào về việc là một đứa trẻ có thể bị một cái người quen của mình xâm hại. Việc trò chuyện với con, việc quan sát cái thái độ, cái cảm xúc của đứa trẻ, cho dù nó chỉ mấy tháng tuổi thôi, mình cũng quan sát được cảm xúc mà. Thì còn với những bé mà lớn hơn thì mình có thể nói chuyện để xem cái câu chuyện mà khi mà mình gửi con ấy thì cái đối xử của cái người mà mình gửi nó như thế nào. Còn nếu không, mình phải quan sát cảm xúc, quan sát thân thể
Đặc biệt là nếu mình có một chút nào, mình phải kiểm tra cả những bộ phận sinh dục để xem là có các cái dấu hiệu nó an toàn hay là nó có những dấu hiệu bị xâm hại. Trong cái trường hợp mà em bé 2 tuổi này thì mọi người đều thấy là sau này khi mà bố mẹ biết được cái câu chuyện xâm hại này thì mới nhớ lại trước đó là bé về cũng mệt rồi, kiệt sức rồi, xỉu đi rồi, mỗi khi nhìn thấy cái kẻ gây ra bạo lực ấy thì đều hoảng hốt và khóc thét. Thế thì những cái dấu hiệu như thế thực ra nó là những dấu hiệu rất là điển hình, đặc trưng, nhưng mà bố mẹ đã không đủ hiểu biết để mà nhận ra. Thế thì mỗi một ông bố bà mẹ chỉ cần quan sát các cái cảm xúc, hỏi chuyện đứa trẻ thì mình sẽ nhận ra ngay những các cái dấu hiệu bất thường. Và nếu mà đứa trẻ hay khóc rồi quấy rồi có những một vài vết bầm rồi đêm nằm ngủ mơ và cảm hốt hoảng thì đấy là tất cả những cái dấu hiệu. Tuy nhiên thì nó vẫn còn có những cái là nếu như nó chỉ là những các cái xâm hại ở cái mức độ chưa gây đến cái những cái sự tổn thương về thực thể thì thực sự điều đấy là rất là khó. Cho nên câu chuyện ở đây nó có nhiều thứ để mà chúng ta nói, chứ nó không đơn giản chỉ là khi xâm hại rất nặng thì nó mới phát hiện được những dấu hiệu như vậy. Vâng, như bà Vân Anh vừa nói rằng là nếu mà cha mẹ có chịu khó quan sát một chút, gần gũi tâm sự với con, và tất nhiên phải trên cơ sở là họ có hiểu biết về những cái dấu hiệu đó thì chúng mới có thể phát hiện ra. Nhưng mà thực sự là trong cuộc sống mưu sinh thì đúng là nhiều ông bố bà mẹ ta không có đủ thời gian để làm cái việc đấy, và khi hậu quả xảy ra thì nó thật là rất là đáng tiếc, rồi hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Bà có vừa nói, bà vừa có miêu tả một cái vụ việc ở Campuchia mà tôi rất là ấn tượng với cái cách dùng từ của bà, và là nó vượt xa được ra khỏi cái trí tưởng tượng của chúng ta, rằng là không thể tưởng tượng nó có một cái vụ việc. Vậy thì ngoài cái vụ việc như mà chúng tôi vừa đề cập ở Campuchia, bà đã có 5 năm để nghiên cứu về cái lĩnh vực này rồi, thì có những vụ việc nào mà bản thân bà cũng không thể tưởng tượng nổi nữa, có thể chia sẻ với chúng tôi? Vâng, thực ra thì công việc của chúng tôi với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực này gần 20 năm rồi ạ. Vâng. Thì qua cái đường dây tư vấn cũng như là qua cái tư vấn trên chat online thì chúng tôi nhận được nhiều nghìn cuộc. Tôi chỉ có thể kể một cái cuộc gần đây nhất, chứ tôi cũng không thể nhớ được hết tất cả những, tại vì nó muôn hình vạn trạng trong cái bạo lực tình dục đối với trẻ em. Thì cái vụ gần đây nhất thì do chính người trong cuộc kể, và tôi rất là ấn tượng vì cái, vì tôi nghĩ là cái câu chuyện tôi kể thì các bạn cũng sẽ thấy cái vấn đề nó ở đâu. Là em bé này bị chính bố đẻ của mình xâm hại trong nhiều năm. Thế vì bị bố xâm hại nhưng mà em lại không dám nói, em xấu hổ và em cảm thấy bức xúc nhưng mà không có dám chia sẻ với ai. Thì em ấy hay cãi bố, và bố mẹ cũng như bà là không có nhận ra, mọi người trong nhà không nhận ra và chỉ nghĩ rằng em ấy là rất là hỗn láo, là hay, riêng đối với ông bố là rất hay cãi lại và tỏ thái độ rất là láo theo như quan sát của mọi người trong nhà. Thế thì em ấy bỏ nhà ra đi và bị bố bắt ngược trở lại. Bố bắt lại thì bố mới trói ở trên tầng 2 và xích cái dây xích vào cái cửa sổ. Xích dây xích vào cửa sổ, vào bữa ăn thì mang đồ ăn lên. Thế thì cái cửa sổ nó mở thì nó ra một cái ngõ. Thì em thò tay ra để em vẫy cái lũ trẻ con ở bên dưới là chạy ra đầu ngõ để gọi hộ chị, cái bác cán bộ ở ngay đầu ngõ để vào đây bảo. Em ấy không nói em bị trói mà em chỉ nói là gọi bác ấy vào đây hộ chị có việc. Bởi vì thì bọn trẻ con nó chạy ra nó nói với bác mà cán bộ đó, thì bác nói này láo. Trẻ con mà lại dám ở nhà mà lại gọi bác vào đây để bảo việc gì, có việc gì thì phải chạy ra đây chứ. Và cái câu chuyện đấy nó rất ám ảnh tôi. Bởi vì tôi nghĩ rằng là những người mà đang làm công tác hỗ trợ cho trẻ em hiện tại có rất nhiều người không đủ nhạy cảm, không đủ kiến thức và không đủ nhạy cảm để hiểu rằng trong rất nhiều trường hợp trẻ em gặp nguy hiểm nhưng nó không thể nói ra được cái câu chuyện của nó. Và điều rất là đau lòng là cái trường hợp bố đẻ và những người, thậm chí là ông và những người thân thiết đã có cái hành vi xâm hại trẻ em và trẻ em không làm gì được trong cái trường hợp này. Và tôi nghĩ nhiều khi kiểu ngay cả khi mình nói lại câu chuyện đấy mình cũng cảm thấy nó rất xấu hổ, là bởi vì nó xúc phạm đến những cái mối quan hệ rất là thiêng liêng. Nó khiến cho người ta cảm thấy vậy thì chúng ta có thể tin ai được nữa đây, vậy thì chúng ta có thể giao phó trẻ em vào tay ai được nữa đây, khi mà những người mà chúng ta tưởng chừng như là những người phải bảo vệ thì lại là những người có thể xâm hại.
Vâng, chúng ta vừa nói rằng là cứ trung bình 4 trẻ em nữ thì có một em bị xâm hại, rồi là 6 trẻ em nam có một trẻ em bị xâm hại. Và bà cũng vừa nói là những cái người thân cận nhất và quan hệ máu mủ thiêng liêng nhất thì cũng có thể là thủ phạm gây ra vụ này. Vậy thì tại sao những cái người thủ phạm của những cái vụ này lại là những cái người ở gần gũi với nạn nhân nhất ạ? Nếu những người có mong muốn xâm hại tình dục người khác, xâm hại tình dục trẻ em, thì người dễ nhất sẽ là những người thân. Bởi vì không phải dễ dàng để có thể xâm hại được con nhà người khác, không thể dễ dàng mà xâm hại những trẻ em lạ, mà chỉ có người mà họ chăm sóc, họ ngủ cùng, họ chơi đùa cùng thì họ xâm hại là dễ dàng nhất. Thì đấy là cái câu chuyện mà những người, tại sao cái những kẻ xâm hại tình dục trẻ em nó lại chọn những người đứa trẻ em thân thiết. À vâng, thưa bà, vậy thì vào lúc này thì có lẽ băn khoăn chung của rất nhiều các bậc phụ huynh đó là các bậc phụ huynh có cách nào để giúp con em mình có thể tránh xa những kẻ bạo hành hay là những kẻ xâm hại tình dục? Thực ra thì mình phải dạy cho con là có một số cái bộ phận ở trên cơ thể của con không phải ai cũng được quyền chạm vào. Và cái cách mà con phản ứng thì sẽ là như thế nào? Mình phải dạy con cái cách. Thứ hai nữa là nếu như trong trường hợp gặp nguy hiểm mà những người mà con không thích mà vẫn cố tình để làm việc đó thì con cần phải kêu lên như thế nào? Và cái việc mà hàng tối có thể nói chuyện với con về những cái việc xảy ra hàng ngày, thực ra nó rất là quan trọng. Khi mà trẻ biết được những một số các cái nguyên tắc thì nó sẽ hỗ trợ hơn cho người lớn trong cái việc phát hiện ra và ngăn chặn những cái tình trạng mà gây ra xâm hại tình dục trẻ em. Vâng, và một lần nữa xin cảm ơn bà Vân Anh vì đã tới với trường quay của Chào Buổi Tối và có những chia sẻ rất là ý nghĩa, đặc biệt là đối với các em nhỏ cũng như là đối với các bậc phụ huynh. Thưa quý vị, có thể thấy rằng là cùng với những quy tắc để dạy con mà khách mời của chúng ta chia sẻ thì kết thúc chương trình Chào Buổi Tối cũng xin gửi đến quý vị một thông điệp, đó là cách tốt nhất để giúp trẻ tự bảo vệ mình là dạy cho trẻ những kỹ năng để giúp phòng tránh nguy cơ bị xâm hại. Vâng, và thời lượng của chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.